Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nga cần một bậc thang để bước ra khỏi cuộc chiến ở Ukraine Ngày 21 tháng 4, tác giả, nhà phân tích chính trị Dmitry Oreskin có một bài viết trên trang báo tiếng Nga Dialog.ua với tựa đề tạm dịch là Tâm trạng muốn hòa bình ở Nga Bài viết mở đầu với câu Đây là một triệu chứng quan trọng Oreskin giải thích ý nghĩa của tâm trạng hòa bình đang gia tăng ở Moscow. Hình ảnh bài trên trang Dialog. Bài viết cho rằng không chỉ có Bregyin nổi bật với sáng kiến hòa bình, có những người khác ở Liên bang Nga cho đến nay đang cố gắng thận trọng nhưng vẫn thúc đẩy ý tưởng về sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh. rigozin được biết đến là một đồng minh thân cận của Putin. Vào giữa tháng 9 năm 2022, ông Yevgeny Prigozhin lần đầu tiên bước ra ánh sáng thừa nhận ông ta là người lập ra Wagner, một nhóm lính đánh thuê chuyên phục vụ cho những hoạt động đen tối của Nga dưới thời Putin. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Prigozhin xuất hiện trong một video tuyển mộ những kẻ phạm tội để tăng cường nhân lực cho Nga tại Ukraine. Ông ta đã hứa hẹn rằng Ông ta sẽ trả tự do cho họ nếu họ tham gia chiến đấu 6 tháng và nếu họ sống sót được đến lúc đó. Ông ta ca ngợi nhóm Wagner là những anh hùng bất chấp những tội ác mà họ gây ra. Bài viết của tác giả Oreskin cho biết Điện Kremlin hiểu rằng Putin đang thua cuộc. Trên thực tế, không chỉ có Brigozin đề xuất chấm dứt cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt SVO, Lavrov cũng nói rằng ngôn ngữ ngoại giao rằng chúng ta nên rút khỏi cuộc chiến. Sergei Viktorovich Lavrov là người giữ chức Ngoại trưởng Liên bang Nga từ năm 2004 đến nay, là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga. Theo tác giả Oreskin Maria Zakharova, một thành viên của nhóm của ông Lavrov cũng đột nhiên quan tâm đến các sáng kiến hòa bình và ngay cả nhà tuyên truyền của chiến binh Simonian cũng lên tiếng phụ hòa. Chiến binh Simonian là giám đốc đài truyền hình RT được chính phủ Nga tài trợ. RT có nghĩa là Russia Today. Nó hoạt động trên các kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh trực tiếp với khán giả bên ngoài nước Nga, cũng như cung cấp nội dung trên Internet trong các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Nga. Hình ảnh bài viết của tác giả Oreskin được dịch đăng trên trang tiếng dân mong muốn hòa bình theo tác giả oreskin đã được một nhà khoa học chính trị đối lập người nga nói trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh youtube politica online điều này có nghĩa là ukraine đã đánh vỗ mặt một vố đớn đau những chiến binh xâm lược và chúng hiểu rằng đến lúc cần phải dừng lại và thoát khỏi cuộc chiến nhưng phải nói với vẻ mặt chiến thắng chúng tôi đã chiến thắng tất cả mọi người oreskin nói Ngoài ra, chuyên gia này nhấn mạnh Rigozin đã nói to lên những điều mà nhiều người nghĩ. Nhà lãnh đạo của Wagner hiểu rằng ông ta sẽ nhận được sự ủng hộ từ các đại tá và thậm chí là các tướng lĩnh, những người suy tính nhiều hơn so với các đại tá. Họ đều nhận ra rằng Nga đã không đạt được mục tiêu ban đầu. Vâng, bạn có thể tin chắc rằng một cuộc tấn công quyết định đang diễn ra, nhưng hãy nhìn vào bản đồ và bảo đảm rằng quân Nga đã tiến được vài chục km trong 6 tháng, Oreskin nói. Nhà khoa học chính trị cũng chỉ ra rằng tất cả những tâm trạng hòa bình này ở Moscow là một triệu chứng rất quan trọng. Theo ông, Brigozin có một khả năng linh cảm và ông ta hiểu rằng chủ đề này về sự kết thúc chiến tranh đang trở nên phù hợp ở Nga. Giờ đây, điều quan trọng nhất đối với Điện Kremlin không phải là hoàn toàn không có lối thoát, mà vấn đề có hay không là do Ukraine quyết định nhớ lại rằng dmitry oreskin đã trả lời câu hỏi về con ác chủ bài cuối cùng của putin con người trên thực tế nga đã thất bại trên chiến trường tuy nhiên sự sĩ diện nước lớn đã không cho phép họ thừa nhận sự thật này những phân tích của tác giả oreskin cho thấy những người tham gia và dẫn dắt cuộc chiến ở phía nga đã trở nên mệt mỏi và muốn rút lui dường như họ chỉ còn phải chờ một mệnh lệnh nào đó từ putin hoặc một nấc thang nào đó từ phía đối phương để họ có thể bước xuống mà vẫn giữ được thể diện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Nga cần một bậc thang để bước ra khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Ngọc Thơ thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Kết quả cuộc chiến Ukraine sẽ định hình một thế giới mới AFI tiếng Việt ngày 22 tháng 4 có bài Ukraine ngày dài nhất, cuộc phản công sẽ định hình lại châu Âu. AFI dẫn nhận định của trang The Economist cho rằng cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể định hình quốc gia này và cả châu Âu. Trong khi đó, AFI dẫn quan điểm của trang El Express cho rằng sử sách sẽ ghi lại tên Vladimir Putin trong danh sách các nhà độc tài khác máu và ông ta sẽ phải trả lời trước tòa án quốc tế không thể dung thứ cho việc xâm lược một nước khác hình ảnh bài trên ifi ifi cho biết hàng vạn chiến sĩ ukraine đã chuẩn bị bước vào chiến dịch người ta không thể biết được khi nào và ở đâu nhưng kiev sắp sửa tung ra đợt phản công đã lên kế hoạch từ lâu có lẽ thời cơ chưa bao giờ thuận lợi cho ukraine đến thế những lợi thế của ukraine bao gồm quân địch đã yếu đi khi có hàng chục ngàn lính nga bỏ mạng trong khi Kiev thì đã nhận được nhiều vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO. Để tận dụng lợi thế, AFI dẫn quan điểm của The Economist rằng cần phải đánh gãy hoặc ít nhất làm ngưng lưu thông trên chiếc cầu Kerch nối Crimea với Nga, niềm tự hào của Putin. Khi đó, bán đảo Crimea sẽ bị tách rời khỏi Nga. Bởi vì theo AFI, chiến trường yên tĩnh trong năm tháng qua không có lợi cho Kiev. Nên cách tốt nhất là bước vào cuộc đàm phán trong tương lai với lợi thế về Crimea. Tuy nhiên, ngay cả khi có thể phá vỡ được cầu Kerch, chưa chắc Putin đã chịu ngồi vào bàn thương lượng bởi vì ông ta hy vọng kéo dài cuộc chiến để các nước ủng hộ Ukraine phải chán nản. AFI cũng lưu ý rằng các đối tác của Kiev cần hỗ trợ cho họ trong nhiều đợt tấn công, cũng như cần làm cho Putin hiểu rằng phương Tây sẽ còn hỗ trợ Kiev trong nhiều năm tới. Korea International dịch bài viết của tạp chí Mỹ Foreign Policy nhận xét kết quả phản công của Ukraine sẽ được quyết định trong 24 giờ đầu. Đây sẽ là ngày dài nhất của quân đội Ukraine, cần đánh phủ đầu làm tê liệt đầu não địch, gieo rắc kinh hoàng khiến quân nga tháo chạy. Bất ngờ chiến thuật, chỉ huy sát sao, trên trận địa và tinh thần binh sĩ là những yếu tố sống còn trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên. AFI nhắc đến bài xã luận trên Al Express với tựa đề Dùng câu nói thường lệ của quan tòa, bị cáo Putin hãy đứng dậy, đồng thời nhắc đến những tội ác kinh khủng của quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, thảm sát trên 400 nạn nhân vào tháng 3 năm 2022, những em bé bị giết chết trong nhà hát ở Mariupol, một loạt những thảm kịch ghê tởm gây phẫn nộ, hình ảnh quân Ukraine trong một cuộc chiến. AFI cũng nhắc đến tác phẩm Vladimir Putin bản cáo trạng trong đó cựu bộ trưởng tư pháp Robert Badinter, 95 tuổi người Pháp cho rằng phiên tòa xét xử Putin của tòa hình sự quốc tế khó có thể diễn ra trong khi ông ta còn là tổng thống nước Nga. Giáo sư luật Philip Sands phát biểu trên trang Al Express rằng chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng. Sau khi tấn công Georgia, Chechnya, Crimea, Syria, Putin nghĩ rằng phương Tây sẽ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. May thay ông ta đã lầm. Giáo sư Sands nhấn mạnh cần phải gửi đi thông điệp việc tấn công quân sự một quốc gia khác sẽ không được dung thứ và sẽ bị truy tố hình sự cá nhân đến tận cấp cao nhất, AFI cho hay. AFI dẫn ý kiến của dân biểu châu Âu Bernard Gutta trên lớp cho rằng chúng ta cần phải nói chuyện với người Nga nhưng không phải với Vladimir Putin vì ông ta đã chết về mặt chính trị. Tác giả bài báo này tin rằng Nga sẽ không thắng được cuộc chiến này, trước sau gì cũng bại trận và chế độ sẽ thay đổi. AFI nhắc đến vấn đề mà Trang lớp đặt ra có bao nhiêu cực trong thế giới ngày mai và cho biết câu trả lời còn tùy thuộc vào cục diện quốc tế một khi tiếng súng đã im tại Ukraine. Thế giới đã chứng kiến thời kỳ đơn cực tương đối ngắn sau khi bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô tan rã. Thế giới lưỡng cực thì chúng ta đã quen thuộc trong thời gian dài chiến tranh lạnh với hai khối đối nghịch về ý thức hệ, kinh tế và quân sự, đa cực có vẻ là một thế giới lý tưởng trong đó nhiều cực chung sống hòa bình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin kết quả cuộc chiến Ukraine sẽ định hình một thế giới mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d